Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 365 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà bạn không có ghi tên nên Vân không có biết tên bạn. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 365 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1927. Hư vương cảnh tầng 3 nếu như ra tay toàn lực, đủ để hủy diệt một hành tinh tu luyện nhỏ một chút. Mà lúc này trong tinh không, hội tụ ước chừng 6 vị hư vương cảnh tầng 3 và một vị hư vương cảnh tầng 2. Cả 7 người đồng loạt ra tay, hiện trường đồ sộ biết bao. Năng lượng khổng lồ như vậy nếu như cùng phát ra, tuyệt đối có thể hủy diệt phương viên trăm dặm của tinh vực này, biến tinh không này hoàn toàn trở thành vùng chân không. Nhưng trên thực tế tình huống như vậy không có xảy ra. Từ trong trận tam góc do chính khối tinh đế lệnh hội tụ thành kia, thời khắc này dường như hóa thành một cái động không đáy. Mặc cho nhiều vỏ giả rót vào thánh nguyên như vậy, nó cũng cắn nuốt hầu như không còn. Mọi người đồng loạt biến sắc, đều ý thức được mình có chút đánh giá thấp thủ đoạn của đại đế. Đại đế chế ra tinh đế lệnh từ mấy vạn năm trước, để lại đến nay vẫn còn uy lực cường đại như vậy, rất khó tưởng tượng bản thân của đại đế sẽ có thực lực huyền diệu ra sao. Ánh mắt nhìn nhau, không cần trao đổi, mọi người càng thêm hung mãnh thúc giục lực lượng của bản thân rót vào trong trận tam góc. Theo thời gian trôi qua, trận tam góc hào quang ngày càng sáng, mà bản thân trận cũng biến thành càng lúc càng lớn. Vốn trận này chỉ lớn bằng chậu rửa mặt, thời khắc này bất ngờ đã biến lớn thành một cái mặt bàn. Mỗi hư vương cảnh đều sắc mặt ngưng trọng, điên cuồng thúc giục thánh nguyên, đối với mọi người cũng là gánh chịu không ít. Nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui, bởi vì một vài người trong bọn họ đã rất lâu rồi không có nếm thử qua mùi vị xuất ra toàn lực. Nếu đã đứng ở đỉnh phong trên tinh vực, thì đâu có người nào đủ tư cách để cho bọn họ phải ra tay toàn lực ứng phó đâu. Mà bây giờ trận tám góc này chính là một cánh cửa để phát tiết lực lượng rót vào. Cổ Thương Vân không nhịn được, bật cười ha ha, không quản tới lực lượng bản thân trôi qua một chút nào, dường như không muốn sống, không hề tiết chế lực lượng trong người, dường như muốn nhìn xem cực hạn của bản thân như thế nào. Những người khác đương nhiên cũng không có cam lòng yếu thế, rồi rít thi triển ra bí thuật. Trong khoảnh khắc, năng lượng rót vào trong trận tăng thêm mấy phần uy thế. Lại qua một hồi, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, mặc dù mình không ngừng thúc giục thánh nguyên rót vào trong đó, cũng không có mảy may dấu hiệu đánh thông đường đi tinh giới. Ngược lại thì trận tám góc đang không ngừng trở nên lớn hơn. Không nhìn được, mọi người nhìn về Dương Khai, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút đầu mối. Thấy Dương Khai vẫn bình tĩnh như thường, cũng không có kinh hoàng, không nhanh không chậm thúc giục lực lượng, tuyệt đối không kém so với bất kỳ ai. Thấy hắn trấn định, làm trong lòng của mọi người an tâm một chút, rồi rít lấy ra linh đan khôi phục nhét vào trong miệng, rồi tiếp tục hành động. Tình huống như vậy ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, cũng không biết mấy vị hư vương cảnh uống vào bao nhiêu linh đan diệu dược, duy trì vận chuyển lực lượng cho bản thân. Cho đến một khắc nào đó của 3 ngày sau, trong tinh không chợt phát ra một tiếng nổ vang động. Trận tam góc sáng long lanh, vào giờ khắc này bất chợt khuếch trương ra bên ngoài một chút. Ngay sau đó lại co rút thành cỡ một gian phòng rồi ổn định. Có những tia sáng đen lưu chuyển, trận tam góc giống như một cái miệng thú, tĩnh lặng đứng sừng sững giữa hư không. Chính khối tinh đế lạnh sớm đã không biết đi đâu. Mọi người rối rít thu tay, kinh ngạc nhìn cửa vào trận tam góc phía trước, im lặng thật lâu.
Đây chính là thông đạo sao? Trầm mặc một hồi, quỷ tổ mới lên tiếng hỏi. Từ trong đó, lão có thể cảm nhận được lực lượng của hư không. Vật này trước mặt có hơi tương tự với đường hành lang hư không, nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Dường như càng thâm thúy hơn, nguy hiểm hơn, khiến người cường hãn như lão đều có phần sợ hãi trong lòng. Vào hay là không vào đây? Cổ Thương Vân quay đầu nhìn ra xung quanh hỏi. Không ai có thể đưa ra đáp án. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, mở miệng nói. Vào thì nhất định phải vào rồi. Bất quá, mọi người trước khôi phục đi. Dương Khai nói không có sai. Xích Nguyệt nghiêm nghị gật đầu. Bên trong nói không chừng còn có nguy hiểm gì thì sao? Vậy thì dùng nửa ngày khôi phục đi. Cũng không biết vật này có thể tồn tại trong bao lâu. Nếu trì hoãn thời gian lâu dài nó lại biến mất, vậy coi như mất nhiều hơn được. Vô Đạo nói ra lo âu trong lòng. Mọi người cũng không có ý kiến, lập tức mỗi người lấy ra linh đan, tìm kiếm vị trí gần đó tĩnh tọa khôi phục. Dương Khai thì lấy ra từ trong những không gian một năm lớn thánh tinh, vận chuyển thánh nguyên làm nổ tung, để năng lượng dư thừa quanh quẩn xung quanh, phụ trợ cho các vị cường giả khôi phục. Nửa ngày sau, mọi người lần nữa tụ tập trước cửa vào của trận tám góc. Dương Khai một mình đứng trước, không sợ hãi chút nào, mở miệng nói. Sẽ do tiểu tử đi tiên phong, chứ vị tiền bối đi sau. Chuyện như vậy, sao có thể có phận người? Ngải Âu hừ một tiếng, nói như thế nào đi nữa, Dương Khai cũng là con rể. Thân là nhạc phụ, đương nhiên, lão không thể nào để Dương Khai đi mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải Tuyết Nguyệt ở quá hay sao? Vừa dứt lời, Ngải Âu định là người thứ nhất đi vào trong. Dương Khai lại đưa tay ngăn, thản nhiên nói. Ta tinh thông lực lượng không gian. Đây coi như là đường hành lang hư không. Ta đi trước dễ dàng hơn một chút. Dương Khai nói không có sai. Ngải Âu ngươi đừng có cậy mạnh. Tình huống trước mắt này còn là lực lượng không gian có tác dụng nhiều hơn. Xích Nguyệt gật đầu đồng ý. Ngải Âu chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn nói. Vậy tiểu tử ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Khai mỉm cười, quay đầu nhìn Long Thiên Thương. Long tiền bối, u ám tinh bên này, làm phiền tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Người an tâm, ta sẽ thường xuyên đến đây. Dù sao, hiện tại lui tới cũng dễ dàng. Một ngày còn Hằng La Thương Hội, u ám tinh nhất định bình yên không cần lo. Long Thiên Thương trầm giọng nói. Xin đa tạ tiền bối. Dương Khai nghiêm nghị ôm quyền, lúc này mới xoay người, một đầu đâm vào cửa trận tám góc. Theo sát sau hắn, Cổ Thương Vân, Vô Đạo, Quỷ Tổ nhất nhất lao nhanh vào trong. Xích Nguyệt cũng theo sát. Ngải Âu nói lời từ biệt một câu với Long Thiên Thương rồi cũng vọt vào bên trong. Thời gian chỉ trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn một mình Long Thiên Thương. Lão lẳng lặng nhìn cửa trận, trong mắt cũng toát ra vẻ vô cùng hướng tới. Rốt cuộc, lão thở dài một hơi, xoay người bay trở về hướng u ám tình. Dương Khai vừa vọt vào trong cửa trận, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ ngây người. Hắn nghĩ rằng trong này cũng giống như mình thông qua đường hành lang hư không trước kia, hẳn là hư vô hỗn độn trống không. Nhưng khi hắn đi vào mới phát hiện chuyện căn bản không giống như mình nghĩ. Nơi này hoàn toàn không phải là hư vô hỗn độn trống không, mà tràn đầy năng lượng cực kỳ tinh thuần. Bốn phía có điểm điểm ánh huỳnh quang, giống như đặt mình trong biển tinh quang. Những ánh huỳnh quang kia giống như vô số con đom đóm bay múa, mà dường như cơ tính mệnh của mình rất là sống động. Phóng mắt nhìn, cảnh tượng xung quanh đều tràn đầy tinh quang này. Tự mình lại dường như đặt mình trong biển tinh quang. Dương Khai không có nhìn được, thư thái hừ một tiếng, chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi của mấy ngày nay đánh thông thông đạo tinh giới bây giờ đều biến sạch. Tâm niệm vừa động, bốn phía tinh quang lại giống như bị dẫn dắt, tụ lại hướng thân thể của hắn, ngay sau đó biến mất vào trong cơ thể hắn. Lực lượng tinh thuần từ chỗ tinh quang biến mất lại sản sinh ra, di chuyển trong tứ chi bách hài, tràn đầy thân thể còn chưa được khôi phục. Dương Khai vô cùng vui mừng, vạn lần không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Đây là
Sau lưng truyền đến tiếng của một người kinh hô, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng nơi này làm cho kinh sợ ngây người. Dương Khai không cần quay đầu cũng biết đó là Cổ Thương Vân minh chủ kiếm mình. Ngay sau đó truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ: Vô Đạo, Quỷ Tổ, Xích Nguyệt, Ngải Âu. Thời khắc này tất cả đều không có chút hình tượng cao cao tài thượng của ngày xưa, không còn tâm cảnh của cường giả hư vương cảnh tầng 3 nên có, đều đang khiếp sợ dị thường ở nơi đây. Năng lượng thiên địa thật là nồng đậm, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không cần luyện hóa cũng có thể trực tiếp hấp thu. Nếu như ở nơi này tu luyện, chẳng phải là một ngày sánh được với một năm ở bên ngoài sao? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là tình giới? Nơi này hẳn không phải là tình giới. Dương Khai lắc đầu. Làm sao ngươi biết? Nói không rõ. Dương Khai cười khổ giải thích. Nhưng ta biết, nơi này hẳn là vị trí giữa tinh vực và tinh giới. Chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến vào tinh giới mà thôi. Có chung ý niệm này, mọi người đều không thể nào bình tĩnh. Nếu đúng như vậy, thì ngày đột phá cảnh giới của mình sắp tới rồi. Mọi người có thể tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3. Không ai không phải là thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu có môi trường thích hợp nhất định có thể làm cho tu vi kế tiếp kéo lên. Môi trường của nơi này đã ưu việt như vậy, chẳng lẽ tinh giới càng cao thâm hơn? Có chung ý niệm này, mọi người đều không thể nào bình tĩnh nữa. Nếu đúng như vậy thì ngày đột phá cảnh giới của mình sắp tới rồi. Mọi người có thể tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3. Không ai không phải là thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu có môi trường thích hợp, nhất định có thể làm cho tu vi kế tiếp kéo lên. Tình giới là tình huống ra sao, ta cũng không có rõ. Nhưng nơi này có lẽ không thể ở lâu. Dương Khai cũng không có bị hết thảy trước mắt làm cho choáng váng đầu óc mà tỉnh táo phân tích. Xin chỉ giáo. Nơi này dù sao cũng là một chỗ thông đạo. Ai có thể đảm bảo nó một mực ổn định như vậy? Vạn nhất có rung chuyển gì, chúng ta có khả năng vĩnh viễn bị lạc trong đây. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều không khỏi cả kinh. Lúc này mới ý thức được mình có chút xem thường nguy hiểm. Ngải Âu gật đầu nói. Dương Khai nói không có sai. Nơi này sợ rằng đúng là không phải nơi để ở lâu. Dương Khai cười cười. Bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Nếu phải đi ngang qua chỗ này, đương nhiên phải tận lực kiếm nhiều chỗ tốt mới thỏa đáng chứ. Vừa rồi ta cảm thụ một chút, tinh quang nơi này chẳng những có thể khôi phục thánh nguyên, dường như còn có hiệu quả tẩy rửa thân thể và thần hồn. Mọi người không ngại vận công hấp thu nhiều một chút đi. Công hiệu tẩy rửa thân thể và thần hồn sao? Vô Đạo trong mắt sáng ngời, cười to nói. Nếu đúng là như vậy, vậy thì không thể nào bỏ phí uổng công. Biết được tin tức này, mọi người làm sao chậm trễ, vội vàng vận chuyển huyền công, nỗ lực hấp thu tinh quang như đom đóm rậm rạp ở xung quanh. Nhưng mà rất nhanh, mọi người đều phát hiện một vấn đề. Đó chính là trong 6 người, tốc độ hấp thu tinh quang của Dương Khai và Ngải Âu dường như nhanh hơn không chỉ gấp mười mấy lần so với người khác. Nhất là Dương Khai, nơi hắn đi qua, tinh quang dường như bị lực lượng gì dẫn dắt, rồi rít như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới hướng hắn, dẫn tới chỗ hắn đi qua không còn nửa điểm tinh quang. Ngải Âu tuy rằng tình huống không kém, nhưng mà so với Dương Khai còn chênh lệch rất rõ ràng. Về phần những người khác thì càng kém, bọn họ phải phí sức tâm tư dùng thánh nguyên bản thân dẫn dắt những tinh quang kia mới sáp nhập vào trong người mình được. Bàn về hiệu suất còn không bằng 1% của Dương Khai. Này, hai người các ngươi tu luyện huyền thông bí thuật gì? Vô Đạo không sao hiểu được, trong 6 người tại đây, Dương Khai, Ngải Âu cũng không phải là mạnh nhất. Nhất là Dương Khai, mới chỉ là hư vương cảnh tầng 2, tu vi ở dưới cùng, nhưng mà hấp thu tinh quang lại lợi hại nhất. Điều này làm cho lão bất kể nghĩ ra sao cũng đều không có nghĩ ra. Chương 1928. Những người khác hiển nhiên đều phát hiện ra vấn đề này, rồi đích nghi hoặc nhìn Dương Khai và Ngải Âu. Ta không có dùng bí thuật gì, chỉ là vận công hấp thu bình thường mà thôi. Ngải Âu nói với vẻ mặt vô tội, khi nói chuyện, lão nhìn về Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Ta cũng đâu có dùng bí thuật.
Mọi người đều là nhân vật cấp bậc bá chủ của một phương, từ trong tinh vực đến nơi này đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực. Không người lừa ta gạt. Cho nên, nghe Ngải Âu và Dương Khai nói như vậy, mọi người cũng không có ai nghi ngờ. Chuyện này thật là kỳ. Hai người khác ngươi, có chỗ nào khác với người khác sao? Cổ Thương Vân cau mày, chìm vào suy nghĩ. Xích Nguyệt bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, như có điều phát hiện, thấp giọng nói. Có phải do liên quan với thân phận là tình chủ hay không? Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, cảm thấy có khả năng này. Trong 6 người, chỉ có Dương Khai và Ngải Âu là từng luyện hóa căn nguyên tinh tú. Thân là tinh chủ, 4 người còn lại đều không phải. Nếu nói hai người có chỗ nào không giống với những người khác, thì cũng chỉ có một lời giải thích. Cẩn thận suy ngẫm, cũng chỉ có giải thích như vậy mới là hợp tình hợp lý. Thật là kỳ quái. Tình chủ là có huyền diệu như vậy sao? Vô Đạo lắc lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ tiếc hận. Nếu sớm biết như vậy, nhất định lão cũng đã tìm luyện hóa một hành tinh tu luyện. Mặc dù có nguy hiểm lớn lao, nhưng nhất định phải thử một lần. Tinh quang bốn phía có hiệu quả tẩy rửa thân thể và thần hồn. Chỉ là mọi người có thể cảm nhận được, có lẽ còn có chỗ hay khác mọi người chưa phát hiện ra. Đương nhiên là hút vào càng nhiều càng tốt. Mà bây giờ bốn người kia chỉ có thể vô cùng hâm mộ nhìn Dương Khai và Ngải Âu, nhìn những tinh quang kia cuồn cuộn không ngớt chui vào thân thể của hai người biến mất không thấy. Ngải Âu không có nhịn được, cười ha ha, gương mặt đầy đắc ý. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Như vậy đi, chúng ta đi cách ra. Ta một thân một mình đi một bên, chư vị tiền bối đi một bên. Khoảng cách giữa nhau không nên quá xa, để có thể cảm giác được nhau. Nơi hắn đi qua không còn nửa điểm tinh quang, đương nhiên không thể để những người khác đi theo sau mình. Cũng may, nơi này cho đến tận bây giờ không có phát hiện ra điều gì nguy hiểm, cho nên thật ra có thể chia binh ra hai đường. Như vậy cũng tốt. Vô Đạo gật gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Dương Khai. Những người khác cũng đều không có ý kiến gì, lập tức 6 người chia ra làm hai hàng. Dương Khai một mình đi bên phải, 5 người còn lại đi bên trái, một nhóm 6 người không nhanh không chậm đi tiếp tới phía trước. Tuy rằng Dương Khai cũng không hiểu rõ vì sao thân tinh chủ ở nơi này có tiện lợi hút thu nhanh chóng như vậy, nhưng nơi này tràn ngập tinh quang, khẳng định có quan hệ với căn nguyên tinh tú. Nếu không, sẽ không để cho hắn và Ngải Âu khác người như vậy. Sợ chính vì trong cơ thể có căn nguyên tinh tú nên những tinh quang này mới thân cận như thế, dễ dàng bị hấp thu. Thoáng quan sát một chút tình hình bên trái, phát hiện 5 người Ngải Âu hết thảy không có việc gì. Dương Khai liền an lòng, chuyên tâm cảm thụ tinh quang vào người mang đến chỗ tốt cho mình. Thân thể của hắn vốn đã cực kỳ cường hãn, rèn luyện trong tử vực mấy năm, sớm đã vượt qua tầng thứ hư vương cảnh nên có. Nhưng theo tinh quang vào người, Dương Khai vẫn cảm nhận được tố chất thân thể của mình chiếm được tăng lên rõ rệt. Phiên phiến máu thịt chuyển động, trong mỗi một khối máu thịt, tựa hồ đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí, ngay cả kim huyết thuần khiết chảy xuôi trong cơ thể mình, cũng nhận được tinh lọc ở mức độ nhất định. Những kim huyết thuần khiết kia đều là bảo bối độc hữu của Dương Khai. Hắn vẫn nghĩ rằng những kim huyết thuần khiết này đã tới cực hạn không thể nào tinh thuần hơn. Nhưng tới giờ khắc này, hắn mới biết mình có chút ánh mắt thiển cận. Kim huyết thuần khiết vẫn còn có thể tiếp tục ngưng luyện ra. Thân thể được tẩy rửa, trong cơ thể không nhiễm hạt bụi nào. Xương cốt trong suốt như ngọc, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng biến đổi thành sáng bóng lấp lánh như đồ sứ. Đây là biểu hiện thân thể trở nên cực kỳ tinh thuần. Về mặt thần hồn cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Dương Khai huyễn hóa ra linh thể thần hồn, chui vào trong thức hải mình. Chỉ thấy điểm điểm tinh quang tràn ngập trong thức hải. Một mặt được thức hải của mình hấp thu, lớn mạnh thần hồn. Một mặt bay về bảo đảo do Ôn Thần Liên bảy màu huyễn hóa ra kia, được Ôn Thần Liên đón nhận. Ôn Thần Liên đón nhận tinh quang, toát ra hào quang bảy màu giống như ảo mộng, từng vòng khuếch tán ra ngoài như gợn sóng. Trong hào quang đó
chứa đựng huyền diệu khó diễn tả. Gợn sóng lướt qua làm cho thần hồn của Dương Khai trở nên càng kiên cố hơn, càng cường đại hơn. Thấy một màn như vậy, Dương Khai chợt hiểu. Trước đó, biểu hiện của hắn và Ngải Âu ở nơi này khác người như vậy, tốc độ hấp thu tinh quang là mọi người khó có thể sánh bằng, có thể giải thích là quan hệ thân là tinh chủ. Nhưng đều là tinh chủ, nhưng mà tốc độ hấp thu tinh quang của hắn so với Ngải Âu thì nhanh hơn mười mấy lần. Chuyện này khó mà giải thích. Vừa rồi Dương Khai cũng không nghĩ rõ nguyên do, tới bây giờ thấy được tình huống trong thức hải, hắn mới hiểu rõ vấn đề. Lại là do ôn thần liên gây ra, có ôn thần liên hỗ trợ hấp thu tinh quang, hợp hai làm một với bản thân hắn, làm sao Ngải Âu có thể so bì. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai bỗng nhiên vừa động trong lòng. Nhớ lại năm xưa, vị cường giả Ngột Thánh Phong đến từ Lạc Tinh Tông tinh giới đã từng nói. Ngột Thánh Phong nói ôn thần liên tiến thêm một bước là hình thái cuối. Lúc đó Dương Khai vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn vẫn cảm thấy hình thái bảy màu là hình thái cuối của ôn thần liên. Nhưng từ Ngột Thánh Phong mới biết mình đã nghĩ sai lầm. Ôn thần liên tiến thêm một bước đến tột cùng là dạng gì? Lại phải làm thế nào mới có thể làm cho nó tiến thêm một bước? Dương Khai không biết gì, nhưng bây giờ trong thiết cảnh ôn thần liên chủ động hấp thu tinh quang, đương nhiên biết tinh quang này rất có tác dụng với tiến hóa của ôn thần liên. Lập tức Dương Khai để mặc cho ôn thần liên tự hấp thu, từ từ đi tới phía trước. Nơi hắn đi qua, cả người giống như thỏi nam châm, toàn bộ tinh quang ở phụ cận đều bị hấp thu tới. Cảm nhận được sự thay đổi của mình, Dương Khai vui vẻ như uống mật ngọt. Hắn dứt khoát nhắm mắt, lững thững như đi vào trong sân nhà. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ này không có mặt trời, mặt trăng hay tinh tú. Mọi người cũng không biết chỗ này qua thời gian bao lâu, nhưng tối thiểu tầm một tháng. Bỗng nhiên, từ chỗ bên trái của Dương Khai truyền đến một tiếng hồi nhỏ. Dương Khai cả kinh, nghĩ đến bên kia xảy ra chuyện gì, vội vàng mở mắt ra. Bất quá rất nhanh, hắn biết mình nghĩ sai rồi. Bên kia năm người bình an vô sự, nhưng chỉ có Ngải Âu lộ ra khiếp sợ cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Bốn người khác cũng đều dáng vẻ như vậy. Chư vị à, đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai vội hỏi. Quỷ tổ ngẩng đầu, mở miệng nói. Tổng chủ à, người cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình xem, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Lão cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề Dương Khai hỏi, mà bảo chính Dương Khai cảm thụ. Dương Khai liền biết chuyện này không phải là chuyện đùa, lập tức không dám sơ suất, đắm chìm tâm thần cảm thụ. Rất nhanh, Dương Khai cũng lộ ra khiếp sợ, sắc mặt biến đổi. Xem ra, người cũng phát hiện rồi. Quỷ tổ cười kiệt kiệt. Chúng ta chính là phát hiện ra vấn đề này mới bỗng nhiên tỉnh. Đây là tình huống gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn mọi người. Mọi người đều lắc đầu không nói ra được vì nguyên cớ gì. Vô Đạo trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Dựa theo lão phu quan sát, thánh nguyên trong cơ thể của chúng ta dường như có dấu hiệu chuyển hóa thành một loại cao hơn. Chuyển hóa thành một loại cao hơn ư? Dương Khai nhíu mày. Không sai. Vô Đạo khẽ gật gật đầu. Lão phu trước nói ra quan điểm của mình nha. Chính xác hay không thì ta không biết, nhưng tình huống hẳn chính là như vậy. Lão dừng một chút rồi nói tiếp. Võ giả chúng ta từ khi bắt đầu tu luyện, trong người có lực lượng gọi là nguyên khí. Sau khi tu vi đạt tới chân nguyên cảnh, nguyên khí sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Chỉ có chân nguyên mới có thể giúp cho võ giả chân nguyên cảnh trở lên thi triển chiêu thức bí thuật. Nguyên khí đẳng cấp thấp là không có đủ tư cách. Cái này giống như một đứa bé lớn lên phải mặc quần áo lớn hơn một chút. Quần áo nhỏ, hành động sẽ bị gò bó tay chân. Mọi người nghe đều gật gật đầu. Vô Đạo nói những thứ đạo lý này chẳng qua là thường thức. Mọi người một đường tu luyện sao không rõ. Mà khi võ giả đạt tới tu vi nhập thánh, chân nguyên trong người hóa thánh, sẽ chuyển hóa thành thánh nguyên. Nhưng, từ sau nhập thánh, thánh vương cấp, phản hư cảnh, hư vương cảnh,
qua nhiều tầng thứ như vậy, thánh nguyên cũng không có dấu hiệu chuyển hóa tiếp lên cấp. Lão phu trước kia đã từng nghĩ qua vấn đề này, luôn luôn nghĩ lực lượng trong người của võ giả trên thánh nguyên rốt cuộc là loại hình thái gì. Thế nhưng suy tư không có kết quả. Ngày hôm nay có lẽ lão phu đã tìm ra đáp án. Nói tới đây, Vô Đạo trong mắt phát sáng, có vẻ vô cùng phấn chấn. Ý của tiền bối là? Dương Khai vừa động trong lòng. Thánh nguyên trong người của chúng ta sắp chuyển hóa thành một loại cao hơn sao? Hẳn là vậy đi. Vô Đạo cười to vui vẻ. Mà tinh quang trong này quả nhiên không đơn giản, chỉ có công hiệu tẩy rửa thân thể và thần hồn. Nó còn có kỳ hiệu trợ giúp cho chúng ta chuyển hóa lực lượng trong người. Lão phu đoán, nếu tất cả lực lượng trong người toàn bộ chuyển hóa hoàn toàn, là có thể bước ra một bước kìa. Lời vừa ra, mọi người đều chấn động thân mình. Cường giả nơi này, trừ Dương Khai ra, đều là hư vương cảnh tầng 3. Đương nhiên hiểu rõ Vô Đạo đang bước ra một bước là cái ý gì. Là trên hư vương cảnh. Đây chính là cảnh giới mà rất nhiều cường giả tinh vực truy tìm vô số năm tháng cũng chưa hề đạt tới. Mà giờ khắc này, lực lượng bên trong cơ thể biến đổi chính là một cơ hội, một con đường được sáng. Đây khẳng định là một loại lực lượng mới tinh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Loại lực lượng này còn ngưng luyện tinh thuần hơn, còn cường đại hơn rất nhiều so với thánh nguyên. Nói cách khác, tu vi như nhau, chiêu thức giống nhau. Nếu để hai vị cường giả hư vương cảnh đấu với nhau, một người sử dụng thánh nguyên, một người sử dụng lực lượng mới này, thì khẳng định là người sau chiến thắng, không nghi ngờ chút nào. Chân nguyên cường đại hơn so với nguyên khí, thánh nguyên cường đại hơn so với chân nguyên. Loại lực lượng mới phát hiện ra này, đương nhiên cường đại hơn rất nhiều so với thánh nguyên. Cũng không biết, loại lực lượng này rốt cuộc gọi tên như thế nào. Vô Đạo có chút tiếc rẻ nói, dù sao mọi người chưa từng tiếp xúc qua võ đạo tầng thứ cao hơn, không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta có cảm giác, loại lực lượng này dường như cùng một nhịp thở với căn nguyên sinh mệnh ta, căn nguyên thần hồn ta. Xích Nguyệt như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Thế gian vạn vật đều có căn nguyên. Tinh tú có căn nguyên của tinh tú, võ giả đương nhiên cũng có căn nguyên của mình. Căn nguyên là cơ sở của vạn vật tồn tại. Thiếu căn nguyên, hết thảy sẽ tan thành mây khói. Bên trong cơ thể của người, lực lượng từ thánh nguyên chuyển hóa ra này chính là liên hệ mật thiết với căn nguyên của bản thân mọi người. Chương 1929. Dương Khai, người hấp thụ tinh quang nhiều nhất, giờ này lực lượng trong người chuyển hóa mấy phần? Cổ Thường Vân bỗng nhiên ân cần hỏi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai hơi cảm giác một chút, rồi mở miệng nói. Ước chừng 1%. Nhiều như vậy. Vô Đạo hoảng sợ, những người khác cũng đều một mặt hâm mộ nhìn hắn. Rất nhiều sao? Dương Khai ngạc nhiên. Vô Đạo cười khổ. Rất là nhiều. Lực lượng trong cơ thể của lão phu chuyển hóa không tới 1/1000. Nhưng dù vậy, lão phu cũng được lợi ích vô cùng. Người đã chuyển hóa 1%, sợ rằng không cần tới bao lâu là có thể chuyển hóa hoàn toàn bộ lực lượng trong người ngươi. Không sai. Ta đoán chừng với tốc độ này, dù ta một mực ở lại nơi đây, tối thiểu cũng phải 5-6 năm mới có thể chuyển hóa toàn bộ thánh nguyên. Dương Khai gật gật đầu. Ngải Âu hội trưởng, người thì sao? Mọi người đưa mắt nhìn về người khác làm cho bọn họ chú ý. So với Dương tiểu tử thì kém rất nhiều, ước chừng chỉ bằng 1/10 của hắn thôi. Ngải Âu chậm rãi lắc đầu. Vậy cũng rất là nhanh rồi. Mọi người không khỏi có chút cảm khái. Chẳng ai ngờ thân là tinh chủ khi đi vào nơi đây có thể chiếm được chỗ tốt khác biệt so với người khác. Lực lượng trong cơ thể của Dương Khai chuyển hóa cực nhanh là bọn họ khó có thể sánh bằng. Mọi người vừa rảnh rỗi nói chuyện một hồi, cảm thấy không thể tiếp tục lãng phí nhiều thời gian. Dù sao cơ duyên này cũng không phải nói gặp là có thể gặp. Lập tức mọi người lần nữa chia binh hai đường, một mặt hấp thu tinh quang, một mặt chạy đi. Ở một nơi cách chỗ mọi người hiện tại chừng ngoài 100.000 dặm. Chỗ này đồng dạng tinh quang tràn đầy, vị trí môi trường không khác biệt mấy so với chỗ mấy người Dương Khai. Mà ở chỗ này bất ngờ
lại có ba bóng người. Trong ba người này có hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, đều ăn mặc kiểu thanh niên, bất quá khí tức của mỗi người đều cực kỳ hùng hậu. Một người trong đó sắc mặt hung ác, nham hiểm, khoanh chân ngồi trong biển tinh quang, giống như một con mãnh thú ẩn nấp rình mồi. Khí tức người khác thấy mà khiếp sợ, vì vậy hai người kia đều cách hắn rất xa, không dám ở gần. Ba người toàn bộ đều là võ giả cấp bậc hư vương cảnh tầng 3. Mà vị trí chỗ ba người có một tầng lồng năng lượng hình nửa vòng tròn, phủ chụp bao bọc bọn họ ở bên trong. Lồng năng lượng hình nửa vòng tròn cũng không biết có chỗ huyền diệu gì, nhưng là cản trở tinh quang bốn phía xâm nhập. Cho nên vị trí chỗ ba người trong phạm vi mười mấy trượng lại là trống trơn không có vật gì. Nam nhân như mãnh thú ẩn nấp kia nhắm chặt hai mắt, trên tay bấm pháp quyết huyền diệu, dường như đang tu luyện bí thuật gì. Thỉnh thoảng từ trong người hắn lại phát ra dao động năng lượng mãnh liệt. Mặc dù đều là võ giả tầng thứ hư vương cảnh tầng 3, nhưng một nam một nữ kia hiển nhiên còn rất kém rất nhiều so với nam nhân này. Bỗng nhiên, nam nhân đầu trọc trong một nam một nữ mở mắt, trên mặt toát ra sốt ruột, ngắm nhìn xung quanh một hồi rồi lẩm bẩm nói: "Chúng ta đã đợi ở nơi này đằng đẵng 5 năm, còn phải đợi tới khi nào?" Nghe hắn nói như vậy, nữ nhân bên cạnh cũng mở mắt, nàng liếc nhìn chỗ trung tâm rồi thấp giọng nói: "Phong Đức huynh an tâm một chút, đừng có nóng vội. 5 năm đối với huynh và ta mà nói, chẳng lẽ còn quá dài sao? Lần này có thể mượn Doãn Nhạc Sinh sư huynh cung cấp Hoàn Tuyền Minh Vực tráo, dừng lại bên trong thông đạo tinh quang, chúng ta đã thu được ích lợi không ít rồi." Nghe nàng nhắc tới Doãn Nhạc Sinh, nam nhân đầu trọc Phong Đức mới có hơi kiêng kỵ, liếc nhìn nam nhân sát khí ngất trời ở phía trước rồi gật gật đầu. "Không sai, chúng ta quả thật mượn Doãn huynh cung cấp Hoàn Tuyền Minh Vực tráo mới có thể tiếp tục dừng ở nơi này. Bằng không, thông đạo tinh quang này chỉ có thể chứa một người thời gian 2 tháng sẽ bị bài xích tống ra ngoài. Thế nhưng, cứ chờ đợi như vậy không phải là biện pháp. Doãn huynh rốt cuộc muốn ở nơi này chờ cái gì? Lưu sư muội, muội có biết không?" Lưu Tiềm Vân chậm rãi lắc đầu. "Ta không biết, chỉ là khẳng định Doãn huynh có tính toán riêng." Phong Đức cười khổ. "Thôi, không đề cập đến chuyện này. Đúng rồi Lưu sư muội, thánh nguyên bên trong cơ thể muội chuyển hóa bao nhiêu rồi?" "Ước chừng 1/5. Lưu Tiềm Vân cười khổ có chút hâm mộ nhìn Doãn Nhạc Sinh bên kia, thấp giọng nói: "Không có bằng Doãn huynh, theo ta thấy, thánh nguyên trong cơ thể của huynh ấy hẳn là chuyển hóa toàn bộ thánh nguyên lực rồi. Chỉ sợ vừa rời thông đạo tinh quang này là có thể tấn thăng đạo nguyên cảnh." "Thân là tinh chủ, quả nhiên không giống với người thường mà." Phong Đức cũng cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần. "Sớm biết như vậy, Phong mổ cũng phải đi luyện hóa một hành tinh tu luyện mới đúng chứ." "Luyện hóa căn nguyên tinh tú, nguy hiểm bậc nào?" Lưu Tiềm Vân chậm rãi lắc đầu. "Không phải có cơ duyên lớn là không có khả năng luyện hóa thành công. Đại hoang tinh vực chúng ta, vạn năm gần đây có biết bao nhiêu cường giả hư vương cảnh tầng 3 bị chết trong quá trình luyện hóa căn nguyên tinh tú chứ? Ta cũng bởi vì không có 10 phần nắm chắc, mới một mực không dám đi thử. Dù sao có thể đi tới tinh giới này, ngày sau sẽ đi tìm căn nguyên tinh tú cũng không có muộn." Phong Đức nghe thì chậm rãi, lắc đầu. "Lời tuy là vậy, nhưng nghe nói trong tinh giới, căn nguyên tinh tú là cực kỳ khó kiếm. Có nhiều cường giả thậm chí không tiếc tự chém tu vi, mạo hiểm xâm nhập thông đạo tinh quang, quay trở về các tinh vực lớn. Muội và ta trước đây bỏ lỡ cơ hội, ngày sau sợ rằng khó mà tìm được căn nguyên tinh tú." Lưu Tiềm Vân thần sắc ảm đạm, biết Phong Đức nói không sai. "Hai người các người, quá ồn ào, làm bổn tòa không có tĩnh tâm được." Bỗng nhiên vang lên một giọng nói âm trầm. Lưu Tiềm Vân, Phong Đức không khỏi thân mình rung lên, ngẩng đầu kiên kỵ nhìn về phía trước. Vừa lúc nhìn thấy Doãn Nhạc Sinh một mực khoanh chân tĩnh tọa, chợt mở ra hai mắt. Cặp mắt kia băng lãnh dị thường, dường như không mang mảy may chút tình cảm, khiến mọi người nhìn cực kỳ không thoải mái. Lưu Tiềm Vân cố nặn ra nụ cười, gương mặt biết lỗi.
muội cùng Phong huynh tùy ý tâm sự, không nghĩ tới lại quấy rầy Doãn sư huynh. Doãn sư huynh chớ trách. Doãn Nhạc Sinh thần sắc lạnh nhạt, không nói thêm gì. Phong Đức nhướng mày rồi mở miệng nói: Doãn huynh à, chúng ta chờ ở đây đã 5 năm, còn phải chờ đợi thêm sao? Người muốn rời nơi này ư? Doãn Nhạc Sinh lạnh nhạt nhìn Phong Đức nói. Phong Đức vội đáp: Nếu Doãn huynh có thể báo cho biết rốt cuộc ở chỗ này chờ cái gì, Phong mổ liều mình bồi tiếp quần tử cũng không sao. Chỉ có điều từ khi đi vào thông đạo tinh quang này, huynh luôn luôn bế quan tĩnh tọa, Phong mổ thật sự lạ. Người bất mãn với cách làm của ta ư? Doãn Nhạc Sinh nói, giọng chợt lạnh đi. Phong Đức sắc mặt khó coi, cau mày đáp: Không dám, chỉ là... Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Doãn Nhạc Sinh chẳng biết từ khi nào đã hiện ra trước mặt. Dưới ánh mắt nhìn với hai tròng mắt lạnh như băng, Phong Đức không nhìn được, cả người nổi da gà. Trong mình mình, một khí tức tử vong ập xuống. Hắn hoảng sợ đến mức quát to, không chút nghĩ ngợi đánh ra phía trước một chiêu. Không được! Lữ Tiềm Vân sắc mặt xinh đẹp biến sắc, duyên dáng gọi to một tiếng. Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh một tiếng, đối mặt với một kích kinh khủng của Phong Đức phát ra, lại không tránh không né, mà tùy ý khoát tay, liền hóa giải công kích hắn. Ngay sau đó bàn tay to chụp một cái, liền nắm lấy cần cổ của Phong Đức. Chỉ một thoáng, Phong Đức cùng là cấp bậc hư vương cảnh tầng 3 lại bị kiềm chế. Một thân lực lượng vận chuyển mất linh, giống như con gà con bị Doãn Nhạc Sinh xách cổ. Một màn này quả thực khiến người ta không dám tin, ngay cả Lưu Tiềm Vân cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cho đến lúc này nàng mới biết, trước nay mình vẫn luôn coi thường Doãn Nhạc Sinh. Khẳng định hắn đã chuyển hóa toàn bộ thánh nguyên trong người thành nguyên lực. Nếu không thì tu vi cảnh giới như nhau, hắn hoàn toàn không có khả năng chỉ một chiêu đã kềm chế Phong Đức. Dù sao trước khi đi tới nơi này, Doãn Nhạc Sinh cố nhiên cường đại, nhưng mà không đến mức cường hãn như vậy. Sau khi tới nơi này, khoảng cách giữa nhau đột nhiên tăng lớn. Đây cũng là biểu hiện sau khi toàn bộ thánh nguyên chuyển hóa thành nguyên lực. Doãn huynh. Phong Đức còn đang vùng vẫy, nhưng thủy chung không thoát khỏi trói buộc của Doãn Nhạc Sinh. Trong hai mắt lộ ra hoảng hốt, gương mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tử vong đang thân thiết gọi mình. Nếu không phải cùng đi ra từ đài hoang tinh vực, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ có lòng tốt cho các ngươi hưởng chỗ tốt của hoàng tuyền minh vực tráo mang đến hay sao? Bọn ngươi không biết cảm ơn thì không sao, còn dám nghi ngờ cách làm của bổn tọa, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Doãn Nhạc Sinh lạnh lùng trách cứ, trên tay càng tăng thêm lực đạo, làm cho Phong Đức mất hồn mất vía. Lưu Tiềm Vân ở một bên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, muốn lên tiếng xin tha. Nhưng nghĩ tới Doãn Nhạc Sinh tác phong làm người tàn nhẫn, lời đến khóe miệng như thế nào cũng không nói ra được. Bởi vì nàng biết nếu như chọc giận Doãn Nhạc Sinh, chết không phải là một người Phong Đức. Nàng chỉ cố nặn ra vẻ tươi cười rồi hé miệng nói: Doãn sư huynh hãy nhẹ tay nương tình, ta và Phong huynh biết sai rồi, còn xin Doãn sư huynh bỏ qua cho Phong huynh. Biết sai rồi ư? Doãn Nhạc Sinh lạnh nhạt hỏi. Phong Đức liền vội vàng gật đầu. Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này. Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném Phong Đức qua một bên, giống như ném một cái bao tải rách. Lưu Tiềm Vân có lòng buông tới đỡ Phong Đức một chút, nhưng rốt cuộc không dám vọng động, chỉ e dè nhìn Doãn Nhạc Sinh đầy lo lắng. Doãn Nhạc Sinh trừng phạt nhẹ Phong Đức một chút, sau đó cũng không cố ý ra tay tiếp, mà chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói: Bổn tọa không muốn làm chuyện tuyệt tình, dù sao các người cùng ta đến từ đài hoang tinh vực, mà hoàng tuyền tông ta cũng có truyền thừa trong tinh giới. Đợi sau khi tới tinh giới, các người bái nhập môn hạ hoàng tuyền tông ta, ngày sau mọi người còn là người một nhà. Lưu Tiềm Vân nặng ra mỉm cười, hé miệng nói: Doãn sư huynh nói như vậy, thì muội cung kính không bằng tuân lệnh. Hoàng tuyền tông trong đài hoang tinh vực, đích thực danh tiếng không tốt gì. Nghĩ lại ở trong tinh giới cũng không có gì lạ. Chỉ có điều trong tông cường giả rất nhiều, nên ít có người dám trêu chọc. Chuyến này đi vào tinh giới, nếu có thể được nhận vào trong tông đó, có lẽ ngày sau tu luyện cũng thuận lợi không ít.
chỉ là bỗng dưng phải lây dính tiếng tăm xấu của Hoàng Tuyền Tông. Điều này làm cho trong lòng của Lưu Tiềm Vân có chút không thích. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không còn lựa chọn nào khác. Phong Đức sống lại từ cõi chết, cũng ở một bên cảm kích không thôi, không dám có chút bất mãn. Doãn Nhạc Sinh rất hài lòng với thái độ của hai người, rồi chủ động nói. Các người có muốn biết vì sao bổn tọa chậm chạp không đi vào tinh giới, lại muốn chờ đợi ở nơi này không? Lưu Tiềm Vân, Phong Đức liếc nhìn nhau. Lưu Tiềm Vân nói, nếu như Doãn Sư Huynh không tiện nói... Không có gì bất tiện. Doãn Nhạc Sinh lạnh nhạt đáp, nếu các người thật lòng muốn gia nhập Hoàng Tuyền Tông, thì mọi người không phải là người ngoài. Nói cho các người biết, bổn tọa sợ dĩ một mực ở nơi này chờ, chính là muốn chờ võ giả của các tinh vực khác đi vào tinh giới. Chương 1930. Chờ những võ giả tinh vực khác vào tinh giới sao? Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức sửng sốt, không thể nghĩ tới Doãn Nhạc Sinh không tiếc vận dụng Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo, ngăn cách tinh quang lúc này, lại muốn dừng tại đây 5 năm là vì lý do này. Phải biết rằng Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo là bảo vật trấn tông của Hoàng Huyền Tông. Nghe nói là từ tinh giới truyền xuống, cấp bậc sớm đã vượt qua cấp hư vương. Cũng chỉ có Hoàng Tuyền Tông, loại này ở tinh giới mới có tông môn truyền thừa, mới có bảo vật nghịch thiên bậc này. Mà mỗi một lần vận dụng, Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo đều phải hấp thu ngàn vạn âm hồn. Lưu Tiềm Vân bỗng nhiên hồi tưởng 3 năm trước, Doãn Nhạc Sinh đã từng đi tới một ngôi sao tu luyện ở Đại Hoang Tinh Vực, tru diệt mười mấy tòa thành trì sinh linh. Sau đó cho là hắn tà tính quá độ, diệt tuyệt nhân tính. Hiện tại xem ra là vì chuẩn bị cho Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo. Nghĩ không thông sao? Doãn Nhạc Sinh cười nhạt nhìn hai người. Lưu Tiềm Vân lắc đầu. Dạ, còn xin Doãn Sư Huynh giải thích nghi hoặc. Doãn Nhạc Sinh nói. Ta chờ, chính là những tình chủ kia. Lời vừa ra, Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức đều toát ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Tiềm Vân nói, lẽ nào lời đồn trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Tông cướp căn nguyên tinh tú bí thuật của người bên ngoài là thật sao? Doãn Nhạc Sinh gật đầu, tất nhiên là không sai. Nói như vậy, Doãn Sư Huynh muốn cướp căn nguyên tinh tú của những người khác ư? Không, ta đã có căn nguyên tinh tú, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lại có cái thứ hai. Doãn Nhạc Sinh mắt lóe ra hàn quang. Vậy Doãn Sư Huynh, Huynh... Ta quả thực có rồi, nhưng lần này tới tinh giới Hoàng Tuyền Tông còn thiếu một thứ lễ vật. Nếu có thể có được lễ vật này, Hoàng Tuyền Tông sau khi đi vào tinh giới cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức lúc này mới hiểu, hắn chờ đây 5 năm rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy nói Doãn Nhạc Sinh tại Đại Hoang Tinh Vực gần như độc bá thiên hạ, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Vào tinh giới tu vi như vậy sẽ không coi vào đâu. Bản thân Hoàng Tuyền Tông nội bộ cạnh tranh ác liệt, giữa các đệ tử có âm thầm rõ ràng tranh đấu là chuyện bình thường như cơm bữa. Doãn Nhạc Sinh lần này đi tới Hoàng Tuyền Tông ở tinh giới không có chỗ dựa, không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mà võ giả cấp bậc tinh chủ chính là mục tiêu của hắn. Chỉ cần có thể mang tới một phần lễ vật như vậy tới Hoàng Tuyền Tông, còn lo sợ không được coi trọng hay sao? Trong lúc nhất thời, Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức không khỏi có chút khâm phục Doãn Nhạc Sinh nhìn xa trông rộng. Đối với tinh giới, bất kỳ võ giả hư vương cảnh tầng 3 nào đều có mong muốn hướng tới. Có thể hao phí 5 năm đợi tại đây, có thể thấy Doãn Nhạc Sinh kiên nghị ra sao. Chỉ có điều, nếu có thể chờ được thì may, nhưng mà không chờ được thì mất nhiều hơn được. Dù sao cứ đợi ở đây, thánh nguyên trong người cô Doãn Nhạc Sinh dù toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực cũng không thể nào đột phá, sợ rằng sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích. Chỉ cần bổn tọa có thể được tinh giới Hoàng Tuyền Tông coi trọng, ngày sau tuyệt đối sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngày thành tựu đế tôn cũng sắp tới. Hai người các ngươi theo ta cũng sẽ không bị thiệt. Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức vội vàng cảm tạ. Nếu đã biết tính toán của bổn tọa rồi thì đừng có huyên náo, yên tâm chờ đi. Doãn Nhạc Sinh vung tay. Tuân lệnh. Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức đồng loạt gật đầu.
Trải qua một màn vừa rồi, hai người ai cũng không sinh lòng phản kháng. Doãn Nhạc Sinh muốn giết họ đi chăng nữa, e rằng cũng chỉ là chuyện một cái phất tay. Khoảng cách giữa họ hiện nay là quá lớn. Đúng lúc này một tiếng leng keng vang. Doãn Nhạc Sinh ngây người, ngay sau đó vội vàng lấy ra chiếc lục lạc bên hông. Chiếc lục lạc kia thoạt nhìn không chút bắt mắt, nhưng dường như lúc này lại như bị cái gì quấy nhiễu, không ngừng phát ra những tiếng động nhỏ. Có người đến. Tinh quang trong mắt của Doãn Nhạc Sinh nhoáng lên, không khỏi toét miệng cười. Không uổng công, bổn tọa tại đây chờ 5 năm. Hy vọng các người đừng làm ta quá thất vọng, nếu không. Lưu Tiêm Vân cùng Phong Đức không khỏi sắc mặt đại biến, âm thầm mặc niệm cho người sắp tới kia. Không kể người sắp tới trong tinh vực cường đại tới mức nào, địa vị lớn cỡ nào, nhưng tại đây gặp trúng Doãn Nhạc Sinh chỉ có thể nói bọn họ không may. Nếu Doãn Nhạc Sinh chờ được vào giả cấp tinh chủ thì còn may, có thể cho những người khác được sảng khoái. Nhưng nếu không thì Lưu Tiêm Vân cùng Phong Đức đều xác định những người kia sẽ rất là nhanh chóng hiểu được như thế nào sống không bằng chết. Dù sao thủ đoạn hành hạ người của Hoàng Tuyền Tông đều làm cho cả tinh vực run sợ. Phía trước, trong vòng trăm dặm, đám người Dương Khai vẫn một đường bình an vô sự. Hắn không biết tình huống của những người khác ra sao, còn thánh nguyên trong người hắn lại chuyển hóa sang một hình thái khác với tốc độ rất nhanh. Loại đó cũng là lực lượng khí tức tự nhiên, làm hắn cảm giác vận chuyển càng thêm thuận lợi, càng thêm có uy lực. Nhưng tốc độ chuyển hóa như vậy còn hơi chậm. Hắn đoán chừng tốc độ này nếu kéo dài thì tối thiểu phải 1-2 năm mới đạt thành. Một nhóm 6 người yên tĩnh không tiếng động. Bỗng nhiên, Dương Khai ngẩng đầu hướng phía trước, cau mày. Trong mơ hồ hắn cảm giác phía trước có khí tức sinh linh. Nhưng nơi này môi trường đặc thù, mặc dù với cường độ thần niệm của hắn cũng không thể nào dò xét được quá xa, cho nên có chút không dám xác định. Nghĩ một chút, tâm niệm Dương Khai vừa động, hắn vận chuyển bí thuật không gian với lực lượng không gian tăng trên thần thức. Chỉ một lúc, thần niệm vượt qua hư không dò xét ra bên ngoài. Quả nhiên là có người. Biểu tình của hắn lập tức trở nên cổ quái. Đây chính là chuyện hắn không thể ngờ. Ở nơi tinh quang thông đạo này còn có người khác tồn tại ư? Chẳng lẽ cũng là võ giả tinh vực chuẩn bị đi vào tinh giới? Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy thôi. Cùng lúc này hắn vội dùng thần niệm truyền âm báo cho mọi người tạm dừng bước. Bên kia, Doãn Nhạc Sinh lẳng lặng chờ thời cơ thì hơi co rút mi mắt, trên mặt lộ ra hoài nghi. Khoảnh khắc vừa rồi hắn cảm giác một đạo thần thức quỷ dị thổi qua người mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó tin, bởi vì bên trong tinh quang thông đạo này, thần thức căn bản không thể nào dò xét quá xa. Mặc dù là chính hắn cũng không thể nào tra xét được tình huống bên ngoài trăm dặm, cho nên phải dùng bí bảo lục lạc tra xét sự sống của người khác dựa vào khí tức của họ. Là ảo giác sao? Doãn Nhạc Sinh lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó cười gian ác. Nếu không phải ảo giác thì chính là gặp cao thủ rồi, thật là thú vị. Hắn đời này chờ 5 năm đã sớm chuyển hóa thánh nguyên tự thân thành nguyên lực. Mặc dù không có tấn thăng đến đạp nguyên cảnh, nhưng chiến lực bản thân hắn cũng không phải là hư vương cảnh có thể so sánh. Không quản người tới là ai, nếu là từ tinh vực đi vào tinh giới, thì tu vi nhất định không vượt qua hư vương cảnh. Doãn Nhạc Sinh hắn không có coi vào đâu. Động tĩnh từ lục lạc trên tay tạm thời ngưng, điều này làm cho Doãn Nhạc Sinh càng thêm xác định. Mình đã gặp phải một võ giả có sức mạnh thần thức cực mạnh. Đối phương khẳng định đã phát hiện ra tình huống bên này. Sự thật quả thật như hắn nghĩ, Dương Khai sau khi gọi 5 người kia liền nói cho họ biết tình huống bên kia. Nơi này có người sao? Hơn nữa còn có 3 người. Xích Nguyệt trợn to đôi mắt đẹp không thể tin nổi. Dương tiểu tử, người không có cảm giác sai chứ? Ngải Âu gương mặt biểu lộ ra hoài nghi. Dương tông chủ nếu nói như vậy thì khẳng định là không phải không có căn cứ. Vô Đạo cau mày. Chỉ là không biết 3 người đối phương rốt cuộc muốn làm gì, có địch ý hay không. Không sai, chúng ta lần đầu tới có chút phong ba tránh được thì nên tránh thôi. Dương Khai à, tình huống bọn họ bên kia như thế nào? Nói rõ một chút xem.
Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói. Trong cảm giác của ta, ba người kia luôn đứng một chỗ, dường như đang đợi điều gì. Tu vi tất nhiên là hư vương cảnh tầng 3, nhưng trong đó có một người cho ta cảm giác rất là nguy hiểm. Tới người đều cảm giác nguy hiểm, xem ra không có đơn giản rồi. Ngải Âu nhướng mày. Nhưng bọn họ đều là hư vương cảnh tầng 3. Chắc hẳn là bò giả từ tinh vực tới. Chắc cũng giống như chúng ta muốn đi vào tinh giới. Chắc không phải là lạc đường ở đây đâu. Qua hỏi là biết ngay. Quỷ tổ cười quái dị. Ba người họ, chúng ta thì 6 người, nhiều gấp đôi, chẳng lẽ còn sợ ư? Tuy là vậy, nhưng người phải biết sau khi vào, chênh lệch giữa hư vương cảnh tầng 3 là cực lớn. Cứ lấy hội trưởng Ngải Âu mà nói đi, chúng ta bây giờ sợ rằng không ai là đối thủ của người. Đúng vậy, loại sức mạnh sau khi chuyển hóa thánh nguyên cực kỳ cường đại. Nhưng mà chúng ta không thể đứng đây, chư vị đều là những nhân vật cấp bậc hùng chủ. Từ khi nào mà hành sự cứ lo trước lo sau? Lời vừa ra, mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh. Lúc này mới ý thức được từ khi vào tinh quang thông đạo, cảm nhận được sự huyền diệu của nơi đây cùng với việc luôn mong mỏi tinh giới, thì tâm tính của mọi người đã từ từ thay đổi. Họ không còn ngạo nghễ tung hoành duyên ngã độc tôn như trước. Như vậy đi, chúng ta cứ cẩn thận một chút, hết thảy hành sự theo hoàn cảnh. Bọn họ nếu thật sự lạc đường thì còn dễ nói, nhưng nếu là có địch ý thì không ngại đánh một trận đi. Dương Khai thản nhiên nói. Cứ như vậy đi. Vô Đạo gật gật đầu đồng ý. Vậy thì vẫn do tiểu tử đi đánh tiên phong. Dương Khai mỉm cười chủ động xin đi dứt giặc. Để ta, người cút ra sau đi. Ngải Âu hừ một tiếng đứng đầu tiên. Thân là trưởng bối mà cứ để cho Dương Khai bảo vệ thì coi là gì? Xích Nguyệt cười tủm tỉm. Lần này, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo sau là được. À, vậy cũng được. Dương Khai cũng không tiếp tục kiên trì. Dù sao, đối diện rốt cuộc là địch hay là bạn còn không có rõ. Hiện tại cứ tranh giành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lập tức, một nhóm 6 người hướng tới chỗ của đám người Doãn Nhạc Sinh. Mà cùng lúc với bọn họ tiến gần, động tĩnh lục lạc trên tay của Doãn Nhạc Sinh cũng ngày càng dồn dập, càng lúc càng liên tục hơn. Ở vị trí trăm dặm, đối với mọi người mà nói không tính là gì. Chỉ trong thời gian chừng nửa nén nhang, hai nhóm người sẽ gặp mặt. Ngải Âu đứng đầu, tại khoảng cách với đám người Doãn Nhạc Sinh tầm 10 trượng, lão dừng, ngưng thần nhìn về phía trước. Bốn phía tinh quang không bị khống chế hướng tràn vào cơ thể lão, để lão hấp thu đón nhận. Doãn Nhạc Sinh vốn là ánh mắt bình thản, trong nháy mắt khi nhìn đến Ngải Âu, liền bạo phát hào quang mãnh liệt, liền không nhìn được vỗ tay cười ha ha. Được, 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 quả nhiên, không có uổng công bổn tọa chờ khổ 5 năm, rốt cuộc cũng ra gì. Kết thúc tập 365 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.